Cho anh được hỏi Sơn nhé. Giai đoạn Sơn phát hiện ra giới tính thật của mình là gay là vào khi nào? Dạ thì từ nói chung là từ năm lớp 6, lớp 7 gì đó thì em vẫn quen con gái, kiểu như vẫn thích con gái, vẫn có quen mấy bạn trong lớp luôn á. Thì quen nhưng mà nhung có yêu không? Dạ quen. Quen là khác, quen cho có lẽ là khác nha. Còn chị hỏi là có cảm xúc ở trong đó. Có cảm xúc, có yêu thật sự không? Dạ, có lúc đó thì lúc đó mình kiểu như mình chưa biết cái gì về cái vấn giới tính gay, với mình cũng chưa biết là mình thích con trai nữa, vẫn thích, vẫn quen, vẫn thích con gái. Dạ xong rồi tự nhiên lên, sao đặc biệt vậy? Lên khoảng thời gian lớp lớp 10, lớp 11 là bắt đầu thích con trai, là không chuyển thích, thích con trai. Dạ, thích trời, trai, sao, thích trời, trai. Sao chuyển đột ngột nhỉ? Trời sao lạ lùng vậy? Vậy Sơn gặp em gặp ai mà em phát hiện ra là em thích con trai, có nghĩa là mình phải thích một người đúng không? Dạ không, em thì không thích một người mà em chỉ có cảm giác là thích con trai thôi. Chứ lúc đó kiểu như dưới quê mình cũng không có nhiều cái người giống như mình á. Em chỉ kiểu như thích, cảm giác thích con trai và không thích đối tượng nào hết á. Chỉ là thích con trai thôi. Theo chị nghĩ là bạn cũng là gay từ đó giờ. Nhưng từ lúc nhỏ đến lớn bạn chưa có gặp cái đối tượng, nên bạn không có bộc lộ, bạn không biết là bạn đã từng yêu con trai. Giống như chị, từ nhỏ lớn chị cũng hơi, chị là hơi nghi nghi nha. Chị nghi nghi tại vì chị biết mình yếu ớt, rồi tóc tai, rồi ẻo lả, yếu ớt. Nói chung là thích đụng gái từ nhỏ lớn. Chị thì có lẽ là máu gái chị nhiều rồi, nhưng chưa xác định 100%. Nhưng khi bắt đầu chị gặp cái anh đó rồi, tối giờ chị nhớ người ta, chị yêu, chị thích người ta. Để chị kể một câu chuyện là ở xóm chị cũng có một người giống như là giống như tụi em vậy đó. Cái mấy rủ chị nó là, nói là trời nhìn thấy cưng yếu à, nhìn cưng là biết con gái rồi. Cái chị mới nói là không, em không trai. Phải hạng hai anh chàng rất là đẹp trai, đi karaoke, đi vô thế nào, chị vô chị bước cho thấy hai đẹp trai quá trời, thì thấy đẹp trai cũng nhìn, mới kêu chị chỗ nắm tay người ta đi. Trời ơi, nó không em, lúc đó là không có nói là em con trai, mà nó thôi em muốn, em muốn nắm tay. Không có nắm tay rồi ngồi karaoke với nàng, tự nhiên cái trong người mình nó rạo rực rồi, cái kiểu mà không hiểu từ xưa giờ chưa bao giờ như vậy. Thì khi sau cái cuộc đi chơi đó về, tự nhiên chị nhớ người ta, chị thích người ta, từ đó bắt đầu là chị yêu thầm người ta. Lúc đó chị xác định giới tính gì vậy? Cưng có giống chị không? Dạ thì em cũng thích con trai thôi, chứ em chưa có gặp một đối tượng nào để mà mình rung động hết. Nếu như em đã yêu con gái được rồi thì không thể nào mà từ lớp 8, lớp 9 em nhảy qua em yêu người con trai. Không chị ơi, thật ra thì em thấy người ta có hay nói là đàn ông vẫn nghĩ là họ quen con gái cho đến là khi họ yêu, gặp được người con trai của đời mình. Đàn ông vẫn nghĩ là họ quen con gái cho đến là khi họ yêu, gặp được người con trai của đời mình. Có nghĩa là bạn này là thuộc trường hợp đó. Vậy là bắt cầu phải không? Bắt nhịp cầu. Đúng rồi chứ, bắt cầu thôi. Em nghĩ là cái đấy hiểu lầm ở trong đầu. Vậy chị nghĩ chắc ngày xưa em cũng vậy. Làm cho ba mẹ vui lòng, quen con gái cho có lệ, sau đó gặp đúng người đàn ông, tiến sát ái tình rồi là bung luôn. Rồi, đúng không? Anh hỏi em nè. Còn em thì em phát hiện ra mình là gay khi mà em từ lớp 8 sang lớp 9 á. Em bắt đầu như vậy. Là trước lớp 8 là làm nghĩ mình trai. Thì mình cũng không nghĩ về những cái tính như này, tại vì hiện tại lúc đó thì em không có suy nghĩ gì về hết. Chưa nghĩ không thôi. Suy nghĩ đúng về rồi. Chuyện yêu đương đúng không? Đúng rồi, không nhận biết gì. Nhưng mà sau khi mà chuyển sang lớp 9 thì mình cảm thấy là tại sao mình lại không hòa đồng với nhóm con trai. Cảm thấy là tại sao con trai nó chơi dơ vậy. Ví dụ như đá banh. Hoặc là nó ngồi chơi những cái tròn kịch bản nên ném phấn gì đó là nó chơi dơ. Thì đó, thì em cảm thấy là tại sao mình không chơi chung được như vậy và mình không hòa đồng nói chuyện được. Nhưng với lại là rất khó khăn để mình tiếp xúc và nói chuyện với thằng đối diện với thằng con trai như vậy. Tất nhiên là trong một trường thì tất nhiên sẽ có những hot boy, thì vô tình mình cảm thấy mình để ý, mình thích những người đó. Thì mình mới là về nhà mình tìm hiểu thêm về tại sao mình không thích con gái mà mình để ý con trai. Còn cái cảm xúc lúc đấy của em á, có nghĩa là mình phát hiện ra là mình bắt đầu thích con trai, em chấp nhận mình, em lo lắng hay là em phủ nhận nó? Có lo lắng băn khoăn về cái chuyện mình khi mình thích con trai không? Có, lúc đó thì em biết là lo lắng tại sao mình lại thích con trai, có phải đây là cái bệnh không? Tại vì thời lúc đó khoảng 5-6 năm về trước thì mọi người có thể chưa biết nhiều về gay và người ta có thể nhận định đó là một cái bệnh. Thì em với lại giống như em không tiếp xúc và nói chuyện nhiều, hoàn toàn là không có bạn bè. Nhưng mà gay chỉ khẳng định là không phải là bệnh nha. Nó chỉ là một xu hướng tình dục thôi, bình thường, rất là bình thường. Vậy khi mà em tìm hiểu như vậy và vô tình em chơi chung một đám bạn, thì có một bạn kiểu giống như cũng theo xu hướng con gái nhiều hơn. Hai đứa bắt đầu nói chuyện và kể nhau nghe và tâm sự nhiều hơn, thì mới bắt đầu em mới hiểu rõ hơn. Nào, em mới bắt đầu công khai giới tính của mình với người thân của mình,
với lại hay là với bạn bè? Cấp 3 á chị. Cấp 3 là em có kể với một vài người bạn thôi, còn gia đình thì chưa bao giờ có ý định mà kể là con gay, chưa bao giờ có ý định như vậy hết. Nhưng mà bạn em kể là bạn em cũng đồng giới tính với em hay là không, hay là con trai gái bình thường? Bạn em là con trai gái bình thường. Có tâm sự với bạn? Dạ, và nó cũng bình thường, nó cũng không có kỳ thị hay gì hết. Tại vì Khánh Chi nghĩ là cũng rất là nhiều người đồng cảm với những người LGBT và những người gay, chứ không phải ai cũng kỳ thị. Còn về em thì cái người đầu tiên em công khai với họ là ai? Đó là bạn thân em. Và sau đó thì em bắt đầu chuyển xu hướng em sang Úc du học, thì khoảng thời gian đó bắt đầu từ từ lộ diện với là come out với gia đình sau. Thì sau khi mà em học xong cấp 3 là em bắt đầu du học ở Úc. Nhưng mà hai bạn yêu nhau từ ở đây hay là đi du học xong rồi mới biết nhau? Cái khoảng thời gian đó là anh này từ Úc về đây chơi á chị. Mà xong rồi mới gặp em. Dạ đúng rồi. Lúc đó gặp nhau là trên Đà Lạt á chị. Là làm sao hai người gặp được nhau? Đi tại cùng vô chung đi quán cà phê chung rồi gặp. Thì thực ra thì lúc đó kiểu giống như bạn cũng có hot trên Facebook cho nên em có tìm hiểu rồi. Biết nhau để ý trên Facebook rồi. Rồi sao vô tình đi gặp hai người cũng đi Đà Lạt chơi, gặp nhau trong một quán cà phê thì bạn này lại làm quen với bạn này, đúng không? Dạ. Rồi từ đó hai người mới yêu nhau. Còn em có người yêu chưa? Hỏi thiệt, bây giờ hai bạn này đã chia sẻ những cái tình yêu của hai bạn này rồi, nhưng mà tôi thấy tôi rất là đẹp trai, mà chị thì từ bữa giờ cứng cứ hỏi chị hoài. Dạ, chuyện nói thiệt lòng nha. Thật lòng thì em trả lời luôn là chị em mình sẽ nói chuyện riêng. Ôi ở trong đây là mình đang nói chuyện với nhau. Tôi đã có người yêu chưa? Thì trước giờ em đã yêu rồi chứ. Hiện tại rồi anh hỏi em come out với ba mẹ em chưa? Nói là come out thì thực sự chỉ là một nửa thôi. Tại vì lúc đầu thì em bị ép buộc come out, rồi lúc sau thì ba mẹ lúc đó là hoảng sợ và giống như là không chấp nhận được điều đó và phủ định. Đến bây giờ vẫn là phủ định và coi như là chưa bao giờ nghe vấn đề là em đã come out, em là gay hết. Khi mà bố mẹ em không chấp nhận được cái sự thật đó thì họ phản ứng như thế nào và cái hành động của họ đối với em là như thế nào? Cái khoảng mà em có thể kể lại cái vấn đề mà khi tại sao em come out. Thì vấn đề là em đi qua du học Úc thì em ở chung với một anh họ hàng xa thôi. Thì khi mà khoảng thời gian đó thì ba mẹ em ép buộc em phải nghe theo lời của anh họ hàng xa đó để đi làm những cái công việc nặng hơn, giống như là rửa xe gì đó. Thì lúc đó khoảng thời gian đó thì em lúc đó 18 tuổi thì lúc đó rất là nhỏ con, mà khoảng chừng 40 mấy, 45, 46 kg thôi. Nhưng mà đi làm những cái công việc rất là cực thì em xin là em đi làm công việc riêng của em. Người anh đó không chấp nhận, người anh đó gọi điện thoại về và kể cho gia đình em biết là em là gay. Thì gia đình em rất là sốc và gọi em liên tục luôn trong 1-2 ngày. Thì em lúc đó em rất là sợ và em không dám bắt máy để nghe chuyện. Mấy ngày hôm sau thì người anh bắt buộc em phải ngồi kế bên và nói chuyện thẳng trực tiếp với gia đình. Và thì lúc đó ba mẹ chửi rất là nhiều và ba xưng mày tao với em luôn. Mày có thật là như vậy không? Nếu như mày là như vậy, ta sẽ từ mày là không cho mày là con nữa. Và lúc đó thì em cảm thấy là không còn cái gì dựa dẫm nữa. Tại vì lúc đầu á, em mới qua bên Úc thì khoảng thời gian đó không có ai hết. Chỉ có anh nuôi, và anh nuôi lại kể cái sự thật cho ba mẹ em như vậy. Và bây giờ em không còn một ai để dựa khi mà khoảng thời gian đó. Rồi khi mà em bị hoang mang như vậy và chênh vênh trong cuộc sống như vậy thì cái hành động của em khi đối mặt với điều đấy là gì? Em chỉ biết im lặng và chấp nhận. Thì sau khi đó thì về nhà là ba mẹ em đã từ chối rồi. Thì tối hôm đó mẹ em gọi điện thoại khóc liên tục luôn, với lại kêu là mày chấp nhận là xin lỗi ông đã đi, không phải như vậy đâu này nọ, để ông ấy nuôi mày. Chứ bây giờ nếu như từ chối như vậy sẽ cắt đứt cái việc mà chu cấp tiền học hành này nọ, thì em không biết là em sống sao. Thì như vậy thì khoảng thời gian đó rất là khó khăn. Khoảng thời gian đó em hết tiền luôn, không còn một cái đồng xu cấp bạc. Nói chung là em phải đi làm bên ngoài và chấp nhận trả phòng, không ở phòng thuê nữa, và phải đi ra ngoài xin ở nhờ cái chỗ mà em đang làm á, tiệm làm nail, thì em sống ở trong đó. Và thực ra theo cái luật đúng thì cái chỗ làm nail đó không cho người khác ở qua đêm. Bắt đầu thì em không biết tìm ai nữa, thì em phải nhắn tin cho ba nuôi. Nhưng ba nuôi em ở Sydney chứ không ở Brisbane, là ở xa em. Em mới kể câu chuyện cho ba nuôi em. Ba nuôi em kêu là một câu là
nếu như ba mẹ mà không chấp nhận mà như vậy thì tôi sẽ chấp nhận mày. Không biết chị Khánh Chi có thấy giống em không? Là những người ở trong cộng đồng của mình á, hay thường phải đối mặt với những cái khó khăn trong cuộc sống mà do chính người thân của mình tạo nên. Đúng, chị thấy rất là nhiều làm cho họ tủi thân, họ mặc cảm, họ khổ hơn. Không ai muốn sinh ra mà nam không nam mà nữ không nữ. Cái điều đó là điều bất hạnh của một con người. Vậy đối với Sơn thì gia đình của Sơn đối với Sơn như thế nào rồi? Đối với em thì hoàn toàn ngược lại với lại người yêu em luôn. Ba mẹ em rất là dễ. Thì em chưa bao giờ là thực sự công khai là ba mẹ với ba má là em là gay hết. Với lại em cố tình là chặn Facebook ba má. Mình cố tình chặn thì có một ngày đám giỗ của họ hàng nhà em, xong rồi em dặn em của em là đừng có mở Facebook của anh lên cho ba má anh coi nha. Xong rồi nó mới kể là ủa em thấy mẹ anh cầm video của anh và người yêu anh khoe với họ hàng hết rồi mà. Lúc đó em mới biết là ba má đã biết lâu rồi mà mình không biết, mà còn vui với lực khoe là dễ thương này kia nữa. Anh thắc mắc là cái clip đấy là clip gì mà mẹ lại đem đi khoe với mọi người như vậy? Clip hôn nhau. Thấy chưa? Hôn nhau. Rồi thay mặt chị Khánh Chi, anh yêu cầu hai người diễn lại cái clip đó được không? Ủa chị kêu nào? Chờ đó nghe này nha. Tôi muốn là gửi lại cái kỷ niệm ngày xưa để cho hai bạn hôn nhau để ổng nhớ người yêu của ổng. Trời ơi. Muốn ăn thì gấp cho người đó. Dạ thì cái clip đó là tụi em hôn nhau bình thường thôi à? Thì anh chỉ cần bình thường thôi em. Đừng có bất thường quá mấy thì... Rồi nè nha, người ta yêu cầu xong rồi là được. Kìa chị ơi. Vậy từ bao giờ hai em công khai với gia đình? Dạ Tết, từ Tết của năm 2 năm trước đó, anh có dẫn người yêu em về quê ăn Tết luôn. Thì lúc đó chưa có nhận là người yêu, cũng chỉ là bạn thôi. Vô giữa năm thì đi du lịch chung với ba má em luôn. Thì tự nhiên cũng chưa công khai luôn chị. Tiện ba má hỏi ủa sao mua áo cặp mà không mặc. Tiện hỏi vậy luôn. Ba mẹ là coi như là bắt cầu đó. Bắt cầu á. Có khi là phải trước mặt mày xưng mày tao rồi, họ không được thể hiện mà tình cảm. Mà nó nghe tụi em giấu, chị thấy giấu nó cười quá. Tụi em chụp hình tụi em tung trên mạng cả thế giới ai em biết. Chặn, tại vì em chặn Facebook chặn của ba mẹ hết luôn. Người ta biết người ta nói là làm sao. Dạ. Như vậy là công khai rồi, có gì đâu giấu gì đâu nhớ. Dạ vừa giấu để gia đình moi ra chị ơi. Gia đình Hồng Anh có biết hai người quen nhau không? Hiện đến bây giờ thì hoàn toàn không biết. Có dự định là cho gia đình biết không? Em phải đợi đến khi nào mà em có sự nghiệp riêng và cuộc sống. Nhưng mà hôm nay là xong chương trình này là gia đình biết hết đó nha. Mấy người mâu thuẫn quá à. Em đã được nói. Nếu mà giấu thì sao xách người yêu lên đây làm mà gì sao mà còn hôn nhau. Hôn nhau mà nói là chưa công khai. Mà tự nguyện hôn nhau không ai nói gì. Gia đình của Hồng Anh, của người yêu em nghĩ là biết rồi nhưng mà kiểu không chấp nhận á chị. Lâu lâu vẫn trọt vô cứ khi nào mày lấy vợ lấy mày đẻ con cho ta. Nói con không lấy vợ con lấy chồng. Nhưng mà chị nghĩ là giới tính nào đi nữa, quan trọng mình sống tốt, mình làm việc tốt, mình làm con người tốt thì điều đó mới có ý nghĩa. Nếu như vô tình gia đình em có xem được cái chương trình này thì gia đình em sẽ thương em nhiều hơn. Vì em cũng không muốn em như vậy. Cá nhân anh á, thì cái tình cảm của hai bạn em là một cái thứ tình cảm mà đáng mơ ước. Kiểu như là về ngoại hình, rồi về tính cách, rồi tất cả mọi thứ rất là dễ thương. Vậy anh chỉ thắc mắc là những cái kỷ niệm nào nhá, có vui và có buồn, đáng nhớ nhất trong cái giai đoạn 3 năm yêu nhau của hai bạn? Cái dịp mà biết tin là má lấy clip của em với người yêu đi khoe họ hàng, đó là vui nhất rồi. Rồi kỷ niệm buồn? Buồn chắc là người yêu em lăng nhăng. Quá trời. Lăng nhăng như thế nào kể chị nghe coi, chị xử luôn nha. Cái đó là, lúc đó cũng là mới quen thôi chị. Thì có nói chuyện với một người ở trên Đà Lạt luôn. Xong rồi cái bỏ em đi lên Đà Lạt mà nói là về quê. Cái cảm giác của em như nào? Hụt hẫng với lại em tức. Rồi tại sao em quyết định tha thứ cho bạn và mình tiếp tục gắn bó đến bây giờ? Thì người yêu em rồi. Yêu cũng đâu có mù quáng mà chị phải xử trước. Đã yêu rồi đúng không? Làm nhiều thứ lắm, đánh, đập. Tại vì lúc mà em tức lên là em kiểu như em khác hoàn toàn luôn á. Em nói chung. Nhưng bây giờ còn thả thính này nữa không? Thả thính thì chắc cũng lâu lâu thả thính. Người ta có câu là một của lạ bằng một tạ của quen đó chị, nên nguy hiểm lắm, không phải đùa đâu. Rồi vô luôn. Vậy là Tuân cũng vậy phải không? Dạ không em. Dự định tương lai của hai bạn? Em dự định sẽ quay lại Úc. Rồi yêu xa nhau làm sao? Thì cái đó là phải chấp nhận, tại vì em cần có một cái sự nghiệp riêng của em nữa. Sơn đối mặt với điều đấy như thế nào em? Em thấy cũng bình thường, tại vì em nghĩ là cái này có nghĩa là ảnh sẽ qua lại. Nhưng mà em có lo, có nghĩa là ở bây giờ gần nhau như vậy mà Hồng Anh còn đi thả thính. Đúng rồi. Mai mốt đó đi qua Úc em là quăng lưới về luôn em. Em nghĩ bên đó chắc không có ai. Thì quăng về đây.
Em nghĩ là chắc phải cái đó thì để thuận theo tự nhiên thôi, cái gì tới thì tới, em cũng không có suy nghĩ sâu xa lắm. Chị chúc cho hai bạn sẽ giữ được cái tình yêu này mãi mãi. Anh thật sự rất là ngưỡng mộ và ghen tị với tình yêu của bọn em, nên anh hy vọng là bọn em sẽ vẫn giữ nó như vậy mãi, hoặc là có thể phát triển nó lên một cái mức cao hơn nữa.